Sự hình thành thương hiệu bất động sản Thiên Khôi. Công ty cổ phần bất động sản Thiên Khôi được ra đời và đăng ký thương hiệu chính thức với Bộ Công Thương. Hội sở chính tọa lạc tại tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bất động sản Thiên Khôi hình thành dựa trên mục tiêu là luôn giữ vị trí đứng đầu trong lĩnh vực môi giới bất động sản, thổ cư tại cả thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với những ai chưa biết thì đất thổ cư nôm na là loại đất được phép xây dựng nhằm mục đích phục vụ các công trình nhà ở. Công ty cổ phần bất động sản Thiên Khôi đã, đang và sẽ nỗ lực hơn nữa mang tới cho quý khách hàng những lợi ích tối ưu nhất. Là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực thuộc bất động sản như đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ liên quan tới bất động sản, định giá và tư vấn pháp lý bất động sản. Công ty này tập trung chuyên về mảng kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thổ cư với quy mô thuộc top lớn nhất cả nước như mua bán nhà đất, bán nhà riêng hay nhà đất thổ cư và bán đất tại các quận trong khu vực thành phố Hà Nội như Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, v.v. Chính nhờ sự linh động và phát triển không ngừng trong kinh doanh, bất động sản Thiên Khôi luôn tạo ra việc làm với mức lương cao cho hàng nghìn nhân viên và đã hỗ trợ cho hàng vạn khách hàng của mình đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Công ty cổ phần bất động sản Thiên Khôi đảm nhiệm vai trò mở rộng nền kinh tế qua dòng tiền lưu thông và thúc đẩy khả năng thanh khoản cho các bất động sản. Mô hình hoạt động của bất động sản Thiên Khôi. Triển khai hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tính đến nay, Thiên Khôi sở hữu tổng cộng 50 phòng chức năng cùng các nhóm đội bán hàng tập trung theo khu vực. Có thể thấy điều này cải thiện đáng kể thời gian cũng như công sức nhằm tối ưu công việc cho những cán bộ chuyên viên. Với phương châm hỗ trợ tối đa phương tiện làm việc, chính là sự kết nối mạnh mẽ giữa tập thể Thiên Khôi với nhau, hứa hẹn tạo ra những tiếng vang lớn trên thị trường môi giới bất động sản. Mỗi thành viên thuộc công ty cổ phần bất động sản Thiên Khôi đều hiểu được trọng trách lớn lao mà mình đang mang. Trọng trách đó không đơn giản là sự chia sẻ, kết nối mà cả sự chung tay vun đắp những giá trị cốt lõi để tạo nên sự phát triển của Thiên Khôi. Từ đó là bước đệm cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Trên đà đất nước hội nhập với kinh tế thế giới, bất động sản Thiên Khôi thu hút nhiều kiều hối và ngoại tệ tập trung đổ dồn vào lĩnh vực bất động sản. Nguồn nhân lực dồi dào khi có tới hàng nghìn nhân sự và có dấu hiệu tiếp tục tăng. Bởi lẽ, bất động sản Thiên Khôi luôn tuân thủ với mô hình đào tạo đội ngũ nhân viên một cách bài bản, mang tính chuyên nghiệp cao. Không những vậy, môi trường làm việc nơi đây hết sức năng động, mỗi cán bộ chuyên viên đều sẽ nhận được sự trợ giúp đắc lực từ hệ thống và đồng nghiệp. Điều này đã góp phần không nhỏ tạo nên mô hình hoạt động hiệu quả. Sứ mệnh của bất động sản Thiên Khôi. Thương hiệu bất động sản Thiên Khôi có được như ngày hôm nay chính nhờ thế mạnh là sự chuyên môn hóa đi đôi với trách nhiệm của mỗi cá nhân đến các bộ phận hợp thành một tập thể thống nhất. Đó chính là nền tảng cốt lõi giúp họ hoàn thiện tốt hơn nữa sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của bất động sản Thiên Khôi chính là cầu nối giữa khách hàng và chủ nhà, hỗ trợ những vấn đề liên quan bao gồm tư vấn về mặt pháp lý và sàn giao dịch bất động sản trước khi giao dịch của hai bên diễn ra. Giữa sự phát triển với tốc độ chóng mặt của công nghệ, công ty đã khai thác chúng triệt để trong quá trình xử lý công việc. Cụ thể là công ty môi giới thổ cư đầu tiên áp dụng công nghệ trong công việc, website bất động sản Thiên Khôi đã cho ra mắt với hệ sinh thái gồm đa dạng các tương tác của dữ liệu bất động sản. Đó là công cụ hữu hiệu, trợ giúp đắc lực cho các giao dịch diễn ra nhanh gọn và hiệu quả nhất. Khác biệt tạo nên một bất động sản Thiên Khôi có 102. Nhu cầu về bất động sản, đặc biệt là bất động sản thổ cư luôn hiện hữu xoay quanh chúng ta, bởi lẽ nhu cầu về nhà ở luôn cần được đáp ứng. Vậy điều gì đã làm nên thương hiệu số 1 về bất động sản thổ cư tại Hà Nội của công ty bất động sản Thiên Khôi? Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của những người lãnh đạo đối với mỗi công ty hay doanh nghiệp, và bất động sản Thiên Khôi cũng không ngoại lệ. Với đội ngũ lãnh đạo tài ba cùng tinh thần không ngừng cống hiến và luôn sẵn sàng chiến đấu là một trong những yếu tố giúp cho Thiên Khôi có được vị thế như ngày hôm nay. Đội ngũ đào tạo là những người vô cùng quan trọng đóng góp sự thăng tiến của công ty, bởi họ mang trong mình đầy tràn kinh nghiệm xuất sắc trên thị trường bất động sản nói chung và bất động sản thổ cư nói riêng. Môi trường làm việc công bằng, văn minh và trong sạch giúp môi trường trở nên chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Nói không với đa cấp hay chồng chéo thuế. Cơ chế hai đầu cầu khách công bằng là nguồn thu nhập về túi, một vụ bằng hai vụ so với công ty bất động sản khác trên thị trường.
hiểu được những khó khăn, vất vả của người lao động, Thiên Khôi đã trang bị cơ sở vật chất và điều kiện làm việc đầy đủ, tiện nghi. Cơ hội nghề nghiệp luôn rộng mở với tất cả mọi người mong muốn họ sẽ được phát huy tối đa năng lực bản thân. Nguồn hàng Thiên Khôi có hơn 10.000 căn luôn được đánh giá và sàng lọc kỹ càng, tính thanh khoản, không cần qua những thủ tục chỉ mang tính hình thức mà vẫn có sự hợp tác của bên chủ nhà. Hỗ trợ những chi phí cho việc truyền thông và đăng tin tới mỗi thành viên. Để mà bật cao nhờ sự hỗ trợ bằng công nghệ hiện đại là điểm nổi trội trên phương diện mạng xã hội Facebook đem lại. Các ưu đãi hấp dẫn như ưu đãi đến 54% khi quý khách thực hiện nạp tiền tài khoản trên web bấtđộngsản.com.vn hay tặng tài khoản đăng tin có trị giá 2 triệu đồng trên 1 tháng, v.v. Bằng khát vọng và nỗ lực luôn dẫn đầu trên thị trường thổ cư Hà Nội, Bất Động Sản Thiên Khôi đã ngay một khẳng định mình chinh phục được mục tiêu lớn lao nhờ chiến lược phát triển dài hơi. Chỉ tính riêng trong năm 2020 vừa qua, công ty đã đi vào hoạt động thêm 4 chi nhánh đặt tại 4 khu vực trong thành phố Hà Nội. Quy trình dịch vụ ký gửi nhà của Bất Động Sản Thiên Khôi. Hiện nay, không khó để khách hàng lựa chọn cho mình một đơn vị cung cấp dịch vụ về ký gửi nhà đất. Tuy nhiên, việc tìm được đơn vị tận tâm, uy tín là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Một trong số đó, chúng ta không thể bỏ qua công ty Bất Động Sản Thiên Khôi, là công ty bất động sản có bề dày kinh nghiệm, hoạt động ký gửi bất động sản có vị thế cao trên thị trường. Bởi lẽ, thương hiệu Thiên Khôi với sự uy tín luôn mang đến sự hài lòng nhất cho quý khách hàng. Xuyên suốt quá trình hoạt động trong lĩnh vực ký gửi bất động sản, Thiên Khôi tự tin với đội ngũ chuyên viên có chuyên môn và tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp. Đồng thời, công ty có mạng lưới quan hệ cùng hệ thống phân phối bất động sản phủ sóng khắp nơi. Tin chắc rằng giao dịch sẽ thành công, đó là bán nhanh nhất và với giá cao nhất. Công ty Bất Động Sản Thiên Khôi cung cấp và không ngừng phát triển dịch vụ về ký gửi nhà đất nhằm giúp cho quý khách hàng tiết kiệm được thời gian và công sức tìm được bất động sản mà mình mong muốn. Với phương châm an toàn, hiệu quả, uy tín và chi phí thấp, công ty cổ phần Bất Động Sản Thiên Khôi đem đến cả dịch vụ ký gửi nhà phố với giá trị thực cho khách hàng song song với thủ tục chuyển nhượng tiện lợi và chính sách hoa hồng thấp. Quy trình ký gửi nhà phố bạn có thể tham khảo dưới đây. Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu về việc ký gửi bất động sản với đầy đủ các thông tin. Bước 2. Báo giá dịch vụ và ký kết hợp đồng môi giới. Bước 3. Tìm kiếm và chốt giá với khách hàng. Bước 4. Bàn giao các giấy tờ nhà và nhận hoa hồng. Là đơn vị tiên phong và luôn dẫn đầu trong môi giới bất động sản thổ cư Việt Nam, Thiên Khôi luôn có sự đồng hành của những đối tác quan trọng thuộc các lĩnh vực như công chứng, pháp lý và phong thủy. Đó chính là những kênh thông tin giúp cho ký gửi nhà Thiên Khôi diễn ra quá trình giao dịch mua bán thuận lợi, hài lòng tất cả các bên.